nay Đà Nẵng diễn lễ hội ánh sáng thôi. Này, Việt Nam Japan, Việt Nam Nhật Bản đây, Việt Nhật đồng hành hướng tới tương lai vươn tầm thế giới 50 năm. Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng với vai trò thúc đẩy giao thương, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản đã thành lập ban chuyên trách đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản. Trước sự hỗ trợ của Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng và các cơ sở ban ngành thành phố, ban kỷ niệm 50 năm tổ chức hoạt động trang trí đàn nghệ thuật mừng kỷ niệm 50 năm để người dân Việt Nam cùng thưởng thức. Đó là và kỷ niệm 50 năm hoạt động trang trí đàn nghệ thuật mừng 50 năm của người Việt Nam và Nhật Bản này. Đẹp quá. Nghệ thuật ánh sáng kỷ niệm 50 năm ban giao giữa Việt Nam và Nhật Bản. Đẹp quá. Chưa. Tòa nhà ánh sáng à. Mà hỏng mà. Lễ hội ánh sáng đẹp quá các bạn ơi.
VTV8. Hoa sen. Tháng 7 sẽ có những cái lễ hội về kết nghĩa giữa Việt Nam Nhật Bản các bạn. Tháng 7 đến ngày 1/8. Đây là một phần trong lễ hội đấy. Chạy đi.
Video của tôi đến đây kết thúc các bạn. Các bạn video sau nghe. Dạ.